Tại New Skin, chúng tôi chuyển việc chia sẻ của bạn thành thu nhập. Đó là lý do tại sao với Velocity, chúng tôi làm cho việc giới thiệu những sản phẩm tuyệt vời của bạn trở nên xứng đáng hơn. Nếu bạn là một người thích like, thánh thể tác và chia sẻ share trên mạng xã hội, thì đây là nền tảng dành cho bạn. Tất cả những gì bạn cần là quảng bá trải nghiệm sản phẩm tích cực của bạn với những người xung quanh. Và bất cứ khi nào họ mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng chia sẻ sản phẩm. Hãy cùng tìm hiểu thêm. Tất cả bắt đầu với việc trở thành một khách hàng thân thiết PC hoặc một nhà liên kết thương hiệu. Đăng ký trực tiếp bất kỳ bạn bè nào của bạn với tư cách là thành viên New Skin và nhận hoa hồng chia sẻ sản phẩm mỗi khi họ mua hàng. Đối với mỗi lần mua hàng, bạn có thể nhận hoa hồng chia sẻ sản phẩm lên tới 20% dựa trên giá thành viên. Bạn sẽ nhìn thấy hoa hồng chia sẻ sản phẩm của bạn gia tăng qua mỗi đêm và tích thưởng hàng ngày. Với Velocity, tất cả những gì bạn cần làm là chia sẻ, share, gắn thẻ tag, trong khi công ty sẽ xử lý phần còn lại. Đạt được mục tiêu của bạn nhanh hơn và dễ dàng hơn với Velocity. Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tham gia ngay hôm nay.